ngày này thì chúng ta rất là dễ tìm mua dâu Hà Châu, loại trái cây đặc sản. Và đây cũng chính là nguyên liệu cho món ăn ngày hôm nay. Hãy cùng theo chân Mỹ Ngọc nhé. Món gà dâu Hà Châu, chúng ta cùng bắt đầu thôi. Gà thả giường, ướp một ít hạt nêm, rồi đem chiên cho vàng đều cả hai mặt. Phần dâu đã lột vỏ, đem sên với đường vàng cho đến khi dâu tươm mật là được. Trộn đều tất cả lại, nêm thêm ít gia vị cho vừa ăn. Ôi, nhìn hấp dẫn chưa nè. Thịt gà rất là thấm gia vị. Phần thịt rất là dai, đặc biệt là phần nước á, nó chua chua, cái vị ngọt thanh đặc trưng của dâu Hà Châu. Món này mà ăn kèm với bánh mì thì là ngon bá cháy.